anh nhé. Anh hứa có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, em hãy làm vợ anh nhé. Không, rể nhà này là phải đô. Dạ, hello everybody, say yeah. Em chào đại gia đình. Tía, gì? Con không có chịu đâu. Thấy vậy không có công bằng gì hết trơn á. Không mấy bây giờ tía tổ chức cuộc thi cho hai ổng thi với nhau đi. Cuộc thi này á, chủ đề của nó là câm. Anh sẽ chỉ cho mày chữ câm. Kỳ, anh. Chữ kỳ. Con này con gì, các em biết không? Con gì mà giống chị hai quá vậy? Con ngựa. Tưởng chị mà. Con cờ. Thi thì cứ để anh, đúng vậy. Pháo à, thơ là một phần của cuộc sống. Mình làm thơ là phải để cho mọi người phải trầm trồ khen. Thơ hay. Quá, quà đây anh lo cho. 20 năm trước anh đã là một họa sĩ quang danh rồi. Trời ơi, nhìn anh ba vẽ mà em muốn bay quá trời. Út thiệt à, anh sẽ cưới được em. Em yên tâm đi. Dạ. Yeah. Thi cầm ở đây không phải là thi cầm cái đàn, mà là cầm cuốc. Hả? Anh ơi, em mới có nghe nè, Tết này đám cưới là hết ý anh em. Đầu năm đám cưới tưng bừng, ngày lành tháng tốt mình bên nhau suốt đời. Tía ơi, xin tía ân lòng, sẽ duyên hai đứa trong đời mà tía. Coi sáng chưa? Cái gì vậy? Trời, không sáng mà cái đầu của tía nữa. Dồn body lỏng le lỏng lét. Ôi, người chiến thắng tuyệt đối đó là cậu Đô. Ông giờ phút này ông còn quay phim hả? Trời ơi, lâu lâu mới trả nhà ông mà. Trời ơi. Bây giờ có cho con cưới Út thiệt không? Buông ra, con không chấp nhận. Con không cho cậu cưới. Đi về. Con yêu Út thiệt mà. Đi. Con yêu Út thiệt mà. Đi ra khỏi nhà. Trời đất ơi, mà ăn thịt tao đâu rồi?